Các bạn thân mến, chương trình Chuyện Ký Thơ Và Đời số 18 hôm nay, chúng tôi xin mời các bạn đón nghe truyện ngắn Đêm Giao Thừa Năm Ấy của tác giả Phạm Duy Trinh, đọc trong tuyển tập chọn lọc Kỷ Niệm Một Thời. Tác giả viết về một đêm giao thừa năm 1972 trên đồi cao của một tổ trực chiến. Câu chuyện do tác giả diễn đọc, xin mời các bạn đón nghe. Đêm giao thừa năm ấy, sau đợt giặc Mỹ cho máy bay B-52 đánh phá miền Bắc 12 ngày đêm cuối năm 1972, đơn vị chúng tôi được lệnh ở nguyên vị trí chiến đấu trên đỉnh đồi 260, làm nhiệm vụ thông báo cho nhân dân xuống hầm trú ẩn và sẵn sàng chiến đấu khi có máy bay địch oanh tạc đánh phá khu vực từ Phả Lại, Bắc Giang, Bắc Thái. Tổ chúng tôi có 4 đồng chí được biên chế theo quân của huyện đội Yên Dũng. Để chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán năm 1972, Ban Chỉ huy Quân sự huyện triệu tập tổ trưởng xuống để thông báo tình hình trực chiến trong và sau Tết, sau đó phân phát tiêu chuẩn cho anh em theo chế độ Tết của quân khu 1 ban hành. Tôi lĩnh đủ tiêu chuẩn cho anh em rồi ra về leo lên đồi để cùng các đồng chí chuẩn bị cho một cái Tết thanh bình không tiếng súng. Trên đỉnh đồi 260, chúng tôi được ưu tiên đặc biệt vì là đơn vị trực chiến, và lại đường đi rất khó khăn, việc sinh hoạt hàng ngày phải tích trữ đủ mọi thứ. Hàng tuần mới có một lần xuống núi mua bán trang trải. Một đường dây điện thoại được nối trực tiếp từ tổng đài luôn được thông suốt vì đài quan sát phục vụ chiến đấu. Sang ngày 30 Tết năm 1972, tổ trực chiến chúng tôi rất bận rộn. Buổi tối, tôi cắt cử 2 đồng chí đi gánh nước vì đường đi tương đối xa, cách chúng tôi chừng 2 km, mà toàn phải xuống đồi, đường quanh co gập ghềnh, mỗi chuyến đi phải mất trên 2 tiếng đồng hồ mà phải thay nhau mới chịu nổi. Còn tôi và một đồng chí ở lại lán gói bánh chưng, đến trưa có nước về là bắt nồi bánh chưng lên luộc. Bữa cơm trưa hôm đó được chúng tôi sắp sửa rất thịnh soạn, có cơm nếp thay xôi, thịt gà, thịt lợn, rau quả, nói chung là hơn hẳn ngày thường. Bữa cơm tất niên mà. Đến gần trưa thì 2 đồng chí gánh nước vừa về đến nơi. Sau khi đổ nước vào nồi bánh chưng nhóm lửa xong thì mâm cơm cũng được bày cẩn thận lên ban thờ để cúng thổ công thần núi phù hộ cho anh em chúng tôi. Buổi chiều, tôi và đồng chí đi xuống nước gánh núi giặt giũ. Ở trên đồi, 2 đồng chí trông bánh chưng. Hơn 4 giờ chiều, chúng tôi mới gánh nước lên đến chân đồi. Tôi vào lán nằm nghỉ. Lúc này, 2 đồng chí gọi một đồng chí cùng đi với tôi ra ngoài lán thầm thì nói chuyện gì cũng thấy lâu lâu. Một lúc sau, anh Đàn, người có tuổi hơn, chúng tôi vẫn gọi là anh cả, vào và gọi tôi dậy nói chuyện. Chú này, bây giờ công việc Tết nhất ở trên này cũng xong rồi, chỉ thay nhau trực chiến nữa thôi. Anh thì có vợ con ở nhà, còn 2 chú kia cũng ưu tiên cho các chú về thăm nhà. Rồi đến 9 hoặc 10 giờ là chúng tôi lên để chú về. Tôi thấy có lý nên cũng ngập ngừng đồng ý, và lại mình cũng đang làm tổ trưởng. Rồi yêu cầu anh em
đúng như giờ đã hứa. Cả ba anh em hối hả xuống núi về nhà, còn mình tôi với con Nicky, một con chó luôn được anh em chúng tôi chiều chuộng vì hàng đêm nó tham gia canh gác cùng chúng tôi, nó cũng yên tâm hơn nhiều. Thỉnh thoảng tôi lại xuống lán cho thêm củi vào nồi bánh. Buổi tối hôm đó một mình tôi ở lại, bữa cơm tối được dọn ra, một mình nhâm nhi chén rượu, mùi hương thơm của cây rừng ngan ngát tỏa hương làm cho lòng người lâng lâng ấm áp hơn trên đỉnh đồi heo hút gió. Những làn gió bắc đem theo cái lạnh ghê người cứ xào xạc từng cơn, những cánh rừng thông cũng đang đung đưa trong gió, mà đêm tối nghe âm thanh cũng rùng rợn. Tôi biết tối nay ba anh em về nhà sẽ là một nguồn động viên vô bờ đối với gia đình con cái. Chắc rằng bữa cơm tất niên cúng gia tiên sau đó là sự đoàn tụ cả nhà thật vui vẻ biết bao. Giờ này chắc mẹ và em gái tôi rất mong chờ, vẫn biết rằng tôi còn đang ở trên đỉnh đồi trực chiến không về nhà được. Cho đến khoảng 9 giờ đêm như đã hẹn mà xung quanh vẫn im lặng, không thấy một ai lên đồi. Vừa xuống lán để vớt bánh chưng xong, tôi cẩn thận chọn hai chiếc bánh vuông vắn xinh xắn để lên bàn thắp hương khấn vái, rồi quay ra ngóng tiếp. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, lúc này đã vào khoảng 11 giờ đêm rồi mà vẫn không thấy gì. Tôi cầm máy điện thoại quay chuông xin huyện đội cho phép bắn 3 phát súng trường để đón giao thừa và trấn an tinh thần. Bà con biết là có tổ trực chiến ở trên núi nên sẽ yên tâm hơn. Do vậy mà đồng chí huyện đội trưởng cũng nhất trí theo phương án tôi đã trình bày. Đứng trên đỉnh đồi cao nhìn xuống các làng xóm, những ánh đèn le lói, thỉnh thoảng có tiếng pháo nổ đây đó làm cho không khí giao thừa đang đến gần. Một đêm giao thừa trong đời như huyền ý, mờ ảo, linh thiêng làm sao, vì rằng ở trên đỉnh ngọn cao nhất của dãy Nham Biển này, cách xa khu dân cư chừng 3 km, chỉ có một mình tôi và một con chó thường ngày với bao trang thiết bị của một đơn vị phòng không thông tin, với 5 khẩu súng trường, 1 khẩu tiểu liên đức, 3-4 hòm đạn, các máy móc trang bị như điện thoại, ống nhòm tiềm vọng, ống nhòm cá nhân, máy điện tín, các máy chuyên dụng, vân vân. Tất cả các khẩu súng đều đã lắp đạn, được dựng ngay cạnh giá đỡ ở lối ra vào để sẵn sàng chiến đấu nếu có điều gì xảy ra bất thường. Tiếng pháo nổ gian mỗi lúc một nhiều lên, giao thừa đã điểm. Tôi cầm khẩu trúng trường ra ngoài sân, chĩa nòng lên trời, bóp cò bắn 3 phát liền. Tiếng súng âm vang khắp vùng hòa cùng tiếng pháo liên hồi, đúng là một đêm giao thừa thanh bình. Chắc rằng nghe tiếng súng nổ trên đồi cao, người dân sẽ yên tâm hơn. Đã có chúng tôi canh gác cho cuộc sống bình an, để người dân được hưởng trọn cái Tết cổ truyền vui vẻ, hạnh phúc. Tiếng điện thoại reo vang, tôi vội chạy vào trong lán cầm máy nghe đồng chí trực ban trên tổng đài quân khu chúc Tết và hỏi thăm. Đồng chí nào trực trên đồi 267 xưng tên để chúng ta cùng nói chuyện. Thế là tôi được một người quen, đó là đồng chí Lê Văn Phát, người cùng làng,
Anh vào bộ đội từ năm 1968 ở đơn vị thông tin quân khu 1. Hôm nay đến phiên trực, thế là hai anh em chúng tôi kể chuyện cho nhau nghe. Anh nói đơn vị trực chiến trên quân khu các anh đón tiếp vui lắm. Có cả một chương trình văn nghệ cho anh em nào cũng xung phong trực ban. Còn ở tỉnh đồi 260 thì sao? Một mình tôi đêm tối trên đỉnh đồi heo hút gió, quản lý khối tài sản quân sự vô giá này phải sẵn sàng chiến đấu. Địa điểm lại rất xa dân, đường đi lối lại khó khăn, núi treo leo gập ghềnh, cây cối rậm rạp, rừng núi âm u, gió bắc rít từng cơn rét tê cóng hết người. Tôi kể cho anh nghe về sự tình mà tôi đang phải chịu, quả là bất công. Qua máy điện thoại, anh cũng động viên tôi hãy cố gắng, đến ngày mai hãy nói lý. Rồi rời máy điện thoại ra, tôi nằm vật xuống chiếc phản, miên man suy nghĩ. Ban chiều, lúc tôi ở trong lán, họ gọi nhau ra ngoài thầm thì to nhỏ, chắc là bạn nhau nói dối tôi để được về quê đón Tết cùng gia đình. Càng nghĩ càng bực mình. Qua giao thừa đã hơn một tiếng đồng hồ, không gian trở lại yên tĩnh. Ngoài trời gió bắc vẫn rít từng cơn, đưa cái rét của mùa đông xứ Bắc như cắt da cắt thịt. Mà lòng tôi vẫn nóng lên như lửa đốt. Con chó bên tôi lúc này cũng đã lăn ra ngủ. Còn mình tôi cứ chằn trọc, càng nghĩ càng bực mình. Họ đã lừa mình như vậy mà mình phải chịu sao? Thôi thì chết cùng chết, đi tù thì cùng đi tù, chứ không thể chịu nổi nữa rồi. Tôi chồm dậy, vớ khẩu súng, quay ra khép cửa, rồi cứ thế đi ra khỏi lán xuống núi để về nhà. Lúc này con chó bừng tỉnh giấc cũng lao theo, nó chạy theo tôi ngang dốc. Mặc dù trời tối mịt mùng, đường đi cứ lờ mờ, thỉnh thoảng lại trượt ngã, song cái bực tức cứ dồn nén. Tôi quay lại quát con chó trở về, nó vẫn không nghe. Tôi liền vớ hòn sỏi quăng mạnh vào nó, tiếng kêu ăn ẳng, rồi cúp đuôi chạy về lán. Tiếng nó vẫn sủa vang. Xuống đến ngang núi, tôi ngờ xẹp xuống thở hổn hển, rồi nghĩ miên man. Bây giờ về nhà thì mọi người đang trong giấc ngủ. Tuy được gặp mẹ và em gái, nhưng ở trên này nếu có kẻ gian mò vào mà chuyên hết súng đạn trang thiết bị thì cả lũ phải ngồi tù là điều chắc chắn. Tiếng con chó vẫn sủa trong đêm tối, mà ở trên đỉnh đồi này thì nó lại càng vọng xuống các khe núi, nghe âm vang khắp cả vùng, như thúc giục tôi quay trở về lán trại. Ngập ngừng một lúc lâu, thế rồi cái lý trí không thắng được cái thực tại. Tôi lững thững quay về, leo lên dốc như quân thất trận mệt mỏi, ẻ oải, bần thần, tâm trạng bất an. Về đến lán, con chó nhảy lên mừng rối rít, như nó đã thắng tôi trong trận chiến đấu căng thẳng này. Tôi lại rửa khẩu súng vào giá, rồi nằm vật ra phản. Thật là một đêm dài khủng khiếp. Tôi vớ lấy chiếc máy điện thoại gọi trong đồn tài, xin nối máy cho gặp đơn vị trực chiến ở quân khu để nói chuyện cho đỡ buồn. Anh trực chiến tổng tài cào nhào: khỉ gió các anh, đêm hôm cho người ta nghỉ một tí mới chứ. Thế là được lắm. Tám tỉnh chúng tôi nói chuyện cho đỡ buồn. Sau vài câu chuyện,
thì cô bưu điện cũng nối máy cho chúng tôi nói chuyện trong đêm. Tiếng đồng chí trực ban của đài trên quân khu hỏi ai đó có việc gì. Tôi xin lỗi rồi nói tôi ở dưới đài 260 muốn gặp đồng chí Phát. Đồng chí cho biết đồng chí hết ca trực đang nghỉ. Thế rồi qua vài ba câu chuyện chúng tôi cúp máy. Thật là bất công, họ cũng trực ban trực chiến thế mà họ có ca kíp giờ rất hẳn hoi, còn tôi thì sao, một mình một đội một trạm lại phải thay toàn bộ anh em trực chiến bất đắc dĩ. Ngoài trời từng đợt gió bắc cũng cứ thổi từng cơn qua các khu rừng thông nghe xào xạc, đem theo cái rét thấu xương. Mà lòng tôi vẫn nóng lên, niềm an ủi của tôi lúc này là có con chó. Bây giờ tôi thấy quý nó lắm, vì nếu không có nó đêm nay làm bạn thì tôi cô đơn buồn chán vô cùng. Hình như nó biết tôi đang bức xúc nên đi đến đâu nó cũng theo sát bên tôi dù là nửa bước. Bây giờ thì nó đúng là người bạn thân thiết tri kỷ. Chính nó đã làm cho tôi đỡ buồn hơn, đỡ cô đơn và thêm nghị lực để ở lại bám trụ trên đỉnh quả đồi cao chót vót và hưu quạnh này. Nằm trên chiếc phản thường ngày mà bốn anh em chúng tôi vẫn nghỉ và ngủ hàng đêm mà suy nghĩ miên man, sao đêm nay nó dài thế. Mặc dù trời khá rét, mọi khi mà trời rét thế này thì chúng tôi đã quấn chặt lấy chiếc chăn bông cho đỡ rét. Thế mà đêm nay tôi có biết rét là gì đâu, cứ nghĩ cảnh ban chiều được ăn một quả lừa thì lòng lại sôi sùng sục lên. Mà cái nhẹ dạ cả tin đã phải làm cho tôi phải gánh chịu một mình, quả là không thể để đâu hết bực tức. Tôi cứ nghĩ miên man, ở trên này, trên đời không gì chấp nhận được sự lừa lọc, phản bội đồng đội. Họ đã mắc một cái tội vô kỷ luật, bỏ vị trí chiến đấu, lại còn lừa thầy phản bạn. Từng ấy tội cũng đã đủ xử lắm rồi. Cứ theo dòng suy tưởng này thì bắt buộc tôi phải xử theo quân luật. Bây giờ phải nghĩ cách gì để xử cho thỏa đáng đây. Suy đi tính lại, tôi nảy ra ý định, thế thì phải bắn gãy chân của anh mới hả dạ. Thôi đúng rồi, mình sẽ chờ cho đến sáng. Nếu anh nào lên trước thì sẵn sàng bắn kỷ luật cho một phát vào chân, để chừa cái thói đánh lừa đồng đội đi. Trời sáng dần lên, dưới kia các làng mạc đã lác đác có những tiếng pháo chào đón ngày xuân mới. Làng quê lại vui hơn, hân hoan đón một cái Tết thanh bình. Tôi càng sốt ruột hơn, giờ này mẹ và em gái chắc đang mong lắm. Tôi cầm khẩu súng tiểu liên, lắp sẵn một băng đạn 30 viên để chờ sẵn. Xem anh nào xấu số lên trước tiên sẽ bị trừng phạt đây. Chờ mãi đến gần 8 giờ sáng rồi mà vẫn không thấy bóng người nào. Tôi càng sốt ruột, càng bực tức hơn bao giờ hết. Ở quả đồi bên cạnh có những tiếng xì xào to nhỏ. Tôi đứng ra ngắm, có cả một tấp người quần áo chỉnh tề ngay ngắn đang leo lên dốc. Tiếng xì xào ngày một gần. Tay tôi đã cầm khẩu súng chĩa ra phía trước. Thế nào cũng có một anh trong tổ trực chiến đi theo. Tôi sẽ nhắm đúng chân người đó mà bóc cò cho cả bọn đang leo lên kia một phen bẹt vế kinh hồn. Thế rồi tôi chủ động nép vào trong lán, chĩa khẩu súng ra phía trước. Tiếng anh đàn, người cao tuổi nhất trong đội, hàng ngày vẫn thân mật,
gọi tôi là chú và lớn tiếng gọi: "Chú đâu rồi? Ra mà đón các đồng chí lãnh đạo địa phương lên chúc Tết anh em ta đây." Thật thú hồn vía, không hiểu vì sao mà các đồng chí lãnh đạo lại đi cùng với anh được. Cánh cửa lán được mở ra, từ chỗ chĩa súng sẵn sàng nhả đạn thì tôi lại đứng ngây ra, tay chống súng đứng nghiêm chào các đồng chí, nghẹn ngào xúc động. Lúc này tôi cuống lên không biết xử lý ra sao. Lán thì chặt, chỗ người thì tành toàn, nước nôi thì không có, cứ lúng tha lúng túng như gà mắc tóc. Thì anh Đạt lăng xăng đi tìm ấm pha trà mời các anh ngồi. Thật là một quả quá bất ngờ đối với tôi sáng mùng một Tết, mà các đồng chí lãnh đạo địa phương với bao nhiêu công việc lại có thời gian lên tận đỉnh đồi 260 leo leo hiểm hóc khó đi này để chúc Tết, thì thật là quý hóa vô cùng. Trong khi đó, các đồng chí bí thư đảng ủy, chủ tịch xã, thường trực đảng ủy, xã đội trưởng, thư ký văn phòng, đồng chí bí thư đảng ủy lên tiếng động viên và biểu dương tổ chức chiến chúng tôi đã sẵn sàng hy sinh chịu đựng gian khó về mình để canh gác cho dân quanh vùng được biết. Khi có máy bay oanh tạc xuống hầm trú ẩn an toàn, lúc đã ngừng tiếng súng vẫn bám trụ kiên cường, nhất là đêm giao thừa và mấy ngày Tết vẫn không rời vị trí chiến đấu. Rồi đồng chí quay sang hỏi: "Thế mấy đồng chí canh gác trên đồi đâu nhỉ?" Không còn cách nào khác, tôi cảm ơn các đồng chí lãnh đạo đã quan tâm đến tổ chúng tôi và đành nói dối đồng chí bí thư: "Thưa các đồng chí, tối qua các anh em cùng đón giao thừa vui lắm. Sáng nay tôi đã cho anh em về ăn Tết cùng gia đình, đến chiều lại lên gác thay ca cho tôi về." Anh Đàn cứ bịt miệng cười, làm tôi cũng phải cười theo. Qua vài câu chuyện đầu xuân, những chén nước được anh Đàn pha gốc mời khách thật niềm nở ân cần. Đúng là một nhiệm vụ của địa phương là ưu tiên hàng đầu cho trận tuyến. Qua sự quan tâm của lãnh đạo xã, làm chúng tôi mới thấy được tầm quan trọng của tổ chức chiến đến như thế nào. Sau những lời chúc Tết vui vẻ chân tình và trao tặng quà Tết cho chúng tôi, thật là xúc động, không biết nói gì để tỏ tấm lòng của chúng tôi với các đồng chí lãnh đạo địa phương. Tôi chỉ biết cảm ơn rối rít, rồi các đồng chí lại xuống núi đi chúc Tết đến những gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Thật là cảm động vô cùng. Các đồng chí xuống núi rồi, còn tôi với anh Đạt, anh nhẹ nhàng vỗ vai tôi và nói: "Chú bỏ qua cho anh em tôi nhé. Ở nhà chú còn có mẹ, có em gái lo lắng cái Tết, có mẹ cũng các cụ. Còn tôi có vợ con các cháu mong bố lắm, trẻ con mà chú. Và lại vừa rồi chú đã tự giải thoát cho anh em chúng tôi rồi đấy thôi." Nói đến đây tôi thấy chạy lòng, đúng thật là mình đã có mẹ và em gái lo lắng chu đáo, không về được, còn anh em người có vợ người có con, sự thiếu vắng họ vào ngày Tết thì gia đình họ mất vui, vợ ngóng chồng con ngóng cha. Thật là ích kỷ nếu tôi cứ giữ anh em ở lại không cho họ về. Sự bực tức của tôi đã nguôi ngoai dần. Tôi quay lại vớ khẩu tiểu liên chĩa thẳng vào người anh và nói: "Anh trông đây, đạn đã lên nòng. Hôm nay là phúc tổ cho 70 đời nhà anh rồi đấy. Nếu các đồng chí lên không lên, chứ một mình anh lên, tôi bắn anh gãy chân về cái tội nói dối đồng đội, trốn tránh trách nhiệm. Thôi hôm nay
tôi đã bao che cho các anh rồi, tội lỗi là không thể tha thứ được. Anh cảm ơn tôi rối rít rồi nhẹ nhàng nói, bây giờ tôi gác cho chú về thăm nhà, mai lên cũng được. Chốc nữa anh em lên, tôi kể cho anh em về cuộc giải cứu đồng đội của chú, chắc rằng anh em sẽ cảm ơn chú nhiều lắm. Thế là tôi dựa khẩu súng vào giá, rồi lững thững xuống núi đi về nhà, với tâm trạng thoải mái hơn, là mình đã không thực hiện cuộc trả thù đồng đội, không gây thương tích cho một ai, mà đã đem những điều tốt đẹp nhất cho anh em, biết nhận hy sinh vào mình, dành thuận lợi cho anh em, những người sướng khổ có nhau. Chắc rằng khi anh em lên hết trên đồi thì anh đàn kể lại câu chuyện của tôi, chắc rằng họ mừng lắm. Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn nghe chuyện ngắn Một Đêm Giao Thừa Năm Ấy. Chương trình đến đây tạm dừng. Xin kính chào các bạn.